Xin được gửi lời chào đến với các khán giả của Showbiz 8. Đây là một chương trình do báo Dân Trí thực hiện. Tại đây thì Tuyền Tăng sẽ mời các bạn khán giả cùng gặp gỡ và trò chuyện với những nghệ sĩ đang hoạt động trong các lĩnh vực nghệ thuật. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe về câu chuyện công việc của họ, cũng như là khám phá và cập nhật những điều thú vị xoay quanh cuộc sống của những khách mời. Và chương trình của chúng ta các bạn có thể theo dõi tại trang web dantri.com.vn, tại fanpage Dân Trí, cũng như là tại YouTube và TikTok của DSAO. Còn bây giờ thì không làm cho mọi người đợi chờ lâu hơn nữa, hãy thả thật nhiều like và tim để cùng chào đón khách mời của Showbiz 8 lần này. Xin được chào đón nữ ca sĩ Thu Minh. Xin chào mọi người và xin chào Tuyền Tăng. Dạ, em chào chị ạ. Xin được chào đón chị đang đến với Showbiz 8. Và em cũng là một khán giả đã theo dõi chị từ rất là lâu. Và bản thân em cũng giống như là rất nhiều khán giả yêu thích chị Thu Minh, thì có một loạt những thắc mắc để dành ngày hôm nay để có thể khai thác hết từ chị Thu Minh. Và hy vọng là tụi mình sẽ có những cái giây phút trò chuyện thật là thú vị cùng nhau ạ. Ok. Bên cạnh âm nhạc thì vẫn có những quyết định của chị Thu Minh tạo nên được luồng thông tin từ dư luận rất là lớn. Đó là cái quyết định mà chị tạm biệt showbiz và sang Singapore. Bây giờ chị nhìn thấy cái quyết định đó ngày đó của mình như thế nào? Cho tới thời điểm này cũng đã một số năm đáng kể mình định cư ở Singapore. Mình thấy đây là một quyết định đúng đắn. Mặc dù nó như là một cái duyên, một cái ngã duyên, một cái ngã rẽ mà mình trước giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ rằng là nó sẽ là như vậy. Nhưng mà bây giờ mọi người hay nói cái câu rằng là vũ trụ, đúng không? Vũ trụ, năng lượng của vũ trụ, năng lượng thông điệp của vũ trụ, thông điệp của vũ trụ tự nhiên cái một ngày đẹp trời coi như là gửi cho mình đến nhiều những cái thứ mà nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, để mà từ từ cái nó đẩy mình đến một cái hướng đi, một cái nơi chốn khác. Thì lúc đầu thì cảm thấy cũng lạ lẫm và cũng buồn, rồi lại COVID xảy ra nữa. Wow, 2.5 năm không có được hát nha. Mà trong khi đó là sự nghiệp âm nhạc của mình thì đi hát từ lúc nhỏ xíu, lên sân khấu từ lúc bé. Mà tưởng tượng giống như cầu thủ mà người ta bị treo giò mà mình bị treo mỏ. Treo mỏ mấy năm không được hát, không được lên sân khấu, không được gặp khán giả của mình. Cũng nhờ như vậy thì mình tĩnh tâm lại, điềm tĩnh lại, và có một cái khoảng thời gian rất là relax, suy nghĩ điềm đạm, mềm mại, và tập luyện cho tâm trí của mình này, cho trái tim của mình và cho cái năng lượng cơ thể của mình, để mình ngày hôm nay khi mà quay trở lại thì mình cảm thấy rằng là mình cũng rất là đang dồi dào năng lượng và ready để mà tiếp nhận những thử thách mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Wow. Trước khi mà chúng ta cùng đi đến với câu chuyện là thử thách mới trong sự nghiệp âm nhạc của chị Thu Minh ở phần tiếp theo đi, thì em lại tò mò một chút xíu là một chị Thu Minh ở Singapore, một ngày của chị sẽ như thế nào để khiến cho chị thay đổi, trở nên giống như chị nói an tĩnh hơn, điềm đạm hơn rất là nhiều so với một Thu Minh rất là máu lửa trên sân khấu ngày trước. Mình sẽ dậy từ lúc 7 giờ sáng này. 7 giờ sáng. Mình xem con ăn uống như thế nào, rồi hôn hít, rồi ôm ấp chút xíu, rồi say bye bye, cậu lên xe, cậu đến trường đi học. Thì chị sẽ bắt đầu ăn sáng một chút, rồi sau đó thì đợi cho tiêu hóa là 9 giờ chị bắt đầu lên sàn. Muay thái. Em tưởng tập hát xong cái muay thái. Đánh đấm huấn luyện viên chút xíu. Đó, nói chung là cỡ đó. Rồi sau đó bắt đầu cái mình nghỉ chút xíu. Mình luyện thanh. Mình luyện thanh xong xuôi rồi bắt đầu cái mình ngồi mình cập nhật xem rằng là thị trường âm nhạc Việt Nam đang có cái gì? Đang thịnh hành cái gì? Nói chung là update. Rồi xong xuôi cái bắt đầu là tới giờ trưa là sẽ đi ăn với chồng. Đó là quan tâm tới anh. Là đúng nghĩa là hầu chồng đó. Nhưng mà hầu chồng cũng phải nâng cang sửa túi. Anh đi làm thì lại tiếp tục là có thể là sẽ làm một số công việc gì đấy, update tiếp, hoặc là họp cùng ekip hai cầu Việt Nam Singapore để chuẩn bị cho những dự án mới. Rồi còn cái ngày nào mà không có phải họp hành thì bắt đầu đi ra ngoài, đi bộ, rồi đi vòng vòng shopping trong khu đó, mua này mua kia, rồi mua thực phẩm hàng ngày cho gia đình. Nói chung là đời sống của mình ở bên đó thì đúng nghĩa là một người vợ, người mẹ. Ok,
Ok, bây giờ thì cũng đã cập nhật được cái hành trình của chị Thu Minh ở Singapore, thì những gì đang diễn ra tại Showbiz Việt. Thế thì với những gì đang diễn ra ở thời điểm hiện tại thì chị đang có một vài những nghệ sĩ nào mình đang cảm thấy ấn tượng hay không? Ấn tượng thì đầu tiên là mình cho mình ưu tiên người nhà chút xíu nha. Thì đó là Trúc Nhân. Thằng bé sau quen đấy, bây giờ Trúc Nhân bây giờ là lớ sớ lại là anh đại rồi, nhưng mà quen, cứ quen miệng thì gọi là thằng bé, tại vì biết Nhân từ lúc bé mà có một sự phát triển rất là vượt bậc. Mặc dù mình biết rằng là Nhân sẽ là như vậy và Nhân sẽ trở thành một người như bây giờ, chắc chắn cái điều đó là cái ngày đầu tiên mà gặp Nhân là mình đã biết là như thế rồi. Những cái sản phẩm âm nhạc của Nhân trong trong cái đợt vừa rồi ra thì mình thấy rõ ràng là cái gì Nhân cũng tiến bộ hết. Tiến bộ từ năng lượng trình diễn cho tới kỹ thuật trình diễn và cho tới cái cá tính âm nhạc của Nhân bây giờ là nó mang một cái dấu ấn rất là riêng và thậm chí còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều nữa. Thì đủ mạnh để mà đưa Nhân lên một cái tầm cao đúng nghĩa rằng là một ngôi sao, một ngôi sao độc nhất vô nhị ở Việt Nam đó. Tiếp theo nữa, một album mà vừa rồi mình cũng có được tặng và được nghe thì rất là thích, đó là album của bé Hoàng Thùy Linh. Yes, thì có thể nói rằng là album này không phải chỉ riêng là của Hoàng Thùy Linh mà nó là một dấu ấn của D-Tap, của những bạn của một ekip producer thế hệ mới, D-Tap và những người học trò của Nguyễn Hải Phong. Các bạn quá giỏi, quá hay và quá tài năng. Thậm chí là cũng rất là dễ thương nữa. Cảm ơn những chia sẻ đến từ chị Thu Minh. Thì bên cạnh cập nhật về tình hình showbiz thì em thấy chị Thu Minh cũng rất là bắt trend, theo xu hướng, có những video trên nền tảng cả triệu view. Và gần đây thì cũng đang có một cái xu hướng là các bạn TikToker bắt đầu lấn sân sang rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau, thậm chí là tham gia rất là nhiều những cuộc thi truyền hình thực tế, âm nhạc có, về diễn xuất có, rồi cả về trình diễn catwalk người mẫu cũng có. Thì nó cũng đang tạo nên một cái làn sóng gây tranh cãi rất là lớn ở dư luận rằng là những bạn này đang có một cái sự ảo tưởng sức mạnh quá hay không, và liệu rằng những người bạn từ TikTok biết bước ra họ có thực sự là những người tài năng hay không. Vậy thì bây giờ mình thẳng thắn với nhau đi, là một người cũng cập nhật rất là nhiều về showbiz Việt Nam, chị thấy như thế nào về cái câu chuyện này? Đầu tiên, mình phải nói lên quan điểm của mình. Đó chính là trong cuộc sống này, tất cả những cơ hội đều đến bằng nhau cho tất cả mọi người. Và tất cả mọi người đều có quyền nắm bắt cơ hội của mình và có quyền cố gắng và có quyền vươn đến ước mơ của mình. Chính vì như vậy, dù là TikToker, chưa phải là những nghệ sĩ thực thụ hay như thế nào, các bạn cứ thử đi. Các bạn cứ lao vào, chơi hết mình đi. Nhưng còn về tài năng và năng lực của các bạn thì khán giả sẽ quyết định, đúng không? Khán giả sẽ quyết định. Nghệ thuật được trình diễn và đưa ra đến khán giả nó như là những món ăn, như là một bàn tiệc vậy, đúng không? Những món ăn thì mỗi người đều có một khẩu vị, một quan điểm riêng về cái món ăn tinh thần đó của mình. Mỗi một tài năng hoặc là cứ mỗi một nghệ sĩ hoặc là một thậm chí là một người bình thường hay là một TikToker mà muốn lấn sân thì biết đâu rằng là có những bạn đó vô tình qua những cái chương trình và những cái sự lấn sân như vậy mình phát hiện ra được những tài năng mới. Còn không thì các bạn cũng sẽ tự đào thải bản thân mình thôi. Thật ra đừng nghĩ rằng là Thu Minh không có định kiến nha. Thu Minh cũng có. Thu Minh cũng có. Nhưng định kiến của Thu Minh ở đây là gì? Là ở thái độ làm nghề. Ở thái độ làm nghề. Nếu như các bạn không có tài thì các bạn cũng sẽ không có ở lâu được, đơn giản vậy thôi. Tài năng và cuốn hút được công chúng thì công chúng đưa các bạn lên bất kỳ một vị trí của một ngôi sao hay là một nhân vật nào đó quyền lực trong giới showbiz thì cũng vẫn là từ power of the audience. Là từ cái sự sức mạnh của khán giả đưa họ lên. Ok, bây giờ thì sẽ là một cái nhận xét, nhưng mà không phải là chị sẽ nhận xét về các TikToker mà trong một cái phần lưu lại về một nhận xét của chị về chính mình thì chị đã từng nói là mình bị bào mòn nanh vuốt
trở thành một bà nội trợ chính hiệu. Thì nanh vuốt ở đây có nghĩa là gì ạ? Mình nói tới cái nanh vuốt, mình chộp một cái gì đó thì nó rất là nhanh, quyết đoán, mạnh mẽ và sắc sảo, ví dụ như vậy. Thì bị mất cái đó. Tại vì sao? Hai năm hơn đấy, không được hát, không được lên sàn diễn, rồi cái nói chuyện, cái giao tiếp với khán giả, cái hoạt ngôn của mình nó cũng bị thu chọt. Nó bị thu chọt. Ví dụ như là khi mà chị qua bên Singapore, chị ở thì có một những cái người, một hội bạn bè, thì nó thiệt chơi trong cái hội đó mới thấy rằng là mình nhục. Ừ, tại vì sao? Ừ, nhục là như nào? Mình không có biết gì hết, bạn mình giỏi quá, chủ ơi, nấu ăn giỏi quá. Ví dụ như là siêu mẫu Bằng Lăng nhé, diễn viên siêu mẫu Bằng Lăng. Cho tới bây giờ, cô vẫn giữ được 3 vòng và thân hình rất là săn chắc, nhưng hoàn toàn không ăn kiêng nha. Mà coi như cô nấu đồ ăn mà cô khiến cho tất cả các hội bạn trong đó phát phì mà cô vẫn đẹp. Thế mới hay, là mình thấy là mình thua trắng bạn mình cái đấy rồi. Lại có những người thì là nữ doanh nhân, làm việc business với những cái hợp đồng trị giá cả triệu đô. Rồi xong rồi, một người bạn nữa thì chăm con, chăm chồng, rồi lại còn lo buôn bán nhà đất. Chị ngồi, chị thấy chị không được cái gì hết trơn, chị thua trắng luôn vậy đó. Nhưng khi chị về Việt Nam, chị mới thấy, wow. Ôi, tôi đã về lại. Đặt tôi lên sân khấu đi. Tới công chuyện luôn. Đó, tới công chuyện. Hát cho một cái, please, cùng với khán giả, truyền tải năng lượng, truyền tải tình yêu của mình. 20,000 khán giả cùng đưa điện thoại lên, làm một bầu trời đầy sao. Đây là sức mạnh của tôi. Đó, đặt mình đúng chỗ đi thì mới được. Và hồi nãy chị cũng nhắc nhiều về âm nhạc, về cái nên vuốt của mình. Sau 2 năm ở Sing thì cũng không có cơ hội được hát nhiều. Thì bây giờ móng vuốt của mình nó hơi bị mòn, thì mình mài lại cho nó bén lại bằng một cái thử thách âm nhạc đến từ talk show Showbiz 8 ngày hôm nay. Ồ, có thử thách âm nhạc nữa hả? Đây, đợi một xíu nha. Mọi người thường nhìn chiếc hộp này và tưởng là đoán bài hát, đâu có dễ như vậy. Giờ mình đã nói là nanh vuốt nó liên quan đến âm nhạc, liên quan đến giọng hát, thì đây sẽ là một thử thách liên quan đến hát. Thì ở trong đây sẽ là một cái bộ sưu tập rất nhiều những lá thăm của những bài hát ngẫu nhiên. Và nhiệm vụ của chị Thu Minh là với mỗi một cái lá thăm mà chị chọn lên thì chị sẽ hát bài hát đó theo phong cách mới mà chị muốn thử nghiệm với ca khúc này. Nghĩa là thay vì hát bản gốc của ca sĩ đã hát bài này thì không, bây giờ chương trình thích làm khó, thích chị cập nhật thêm là chị sẽ hát ra một phong cách mới mà chị muốn thử từ trước đến giờ. Nhưng thôi, bây giờ sẵn chơi game mình thử luôn. Ba lá thăm bất kỳ, bây giờ lá thăm đầu tiên. Ba lá thăm bất kỳ, Bên trên tầng lầu à? Ba, hai, một. Em ơi đừng khóc, bông tôi nước mắt sẽ mang em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong màu mắt có chút tiếc nuối phút cuối chỉ vì em đâu hề sai, em đâu thề mãi. Em đâu hề sai, em đâu thề mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Đúng không? Dạ đúng. Bây giờ là lá thăm tiếp theo. Xem chị như em chẳng may à? Xem như em chẳng may. Mới đây chị biết cái bài này lại qua là cái phiên bản của cô gái Trung Hoa, bé Lưu Bích Hữu, đúng không? Là Lưu Bích Hữu hát bài này để chị nhé nè. Người hôm qua em thấy là ai đây, sao anh lại chết lặng như vậy? Một giờ đêm sau anh còn chưa nhắn tin về. Em cứ mãi ngần ngờ chờ anh, tại sao yêu đến thế lại gian dối? Con tim em vỡ tan mất rồi. Từng chúng ta hạnh phúc cùng nhau đến muôn đời, chưa buông tay anh thay áo mới. Ngọt ngào đến thế cũng tan thành mây, dại khờ thua ấy khi đan bàn tay. Yêu thương trao hết chỉ giữ lại đây, thân gầy xem như em chẳng may. Chị cho tụi em thêm bất ngờ nữa đi, một lá thăm cuối cùng nha. Bây giờ mình còn 2 lá thăm. Ủa gì vậy? Em sẽ không biết. Cái gì vậy? Sao hay ra dễ quá.
vậy. Lê Dương Bảo Lâm, đây là một câu nói. Ủa Lê Dương Bảo Lâm bây giờ thành ca sĩ rồi à? Thì đó, bây giờ với câu nói này nè, chị hãy nhìn vào máy quay và chị sẽ chọn cái sắc thái mà chị muốn thử với câu nói này. Đây hả? Hoặc là chị cứ thể hát cũng được nha. Sao hay là dễ quá. Ừ, thích là dễ đó. Sao hay là dễ quá. Thích là dễ vậy đó. Ừ, sao hay là dễ. Mình thích ra dễ bởi vì mình vui, mình khỏe. Mình thích ra dễ bởi vì mình trẻ, mình... Dạ, hết rồi đó. Rồi. Cái đoạn này là nó bắt đầu rối rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị Thương Vân rất là nhiều. Ok, thư giãn xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một loạt thắc mắc khác từ những người hâm mộ chị Thu Minh gửi về. Ủa, và hả? Được đại diện bởi em. À, okay. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo. Thì cũng sẵn nói đến những cái thử nghiệm mới trong âm nhạc thì chị Thu Minh cũng đã có bật mí một chút xíu ở cái phần chia sẻ trước về một cái dự án mà chị vừa mới ra mắt cùng với ekip của mình, đó là cái hashtag Thu Minh đúng không ạ? Cái việc mà mình cover với những cái ca khúc đó, thứ nhất là nó đã mới rồi. Và bên cạnh đó đây lại là những cái ca khúc đình đám nữa, thì bản thân cái người ca sĩ, cái người nghệ sĩ thể hiện ca khúc đó cũng đã có một cái lượng fan nhất định. Vậy thì cái việc mà mình cover lại ca khúc đó, chị có chuẩn bị trước tinh thần là mình sẽ đón nhận cả những ý kiến trái chiều về những cái sản phẩm như vậy? Có chứ. Cái vấn đề mà tâm lý để đón nhận những cái ý kiến trái chiều á, thì cái tâm lý này là bất kỳ một người nào làm nghề mà đứng trên sân khấu theo đuổi cái công việc biểu diễn này á, là phải chuẩn bị từ những ngày đầu tiên rồi, chứ không phải là cái câu hỏi này dành cho một người có 30 năm đứng trên sân khấu, đúng không? Nhưng mà hỏi rằng là những cái điều đó có tác động tới mình hay không, thì mình nghĩ rằng là ít nhiều nó cũng có cái sự tác động. Như mình á thì mình nghĩ là sẽ đỡ hơn rất nhiều so với những bạn trẻ, những bạn mà còn non, còn tâm lý chưa ổn định. Còn thì mình á, thứ nhất rằng là mình đã có một cái chặng đường, và cũng giống như là chia sẻ cùng tất cả các bạn rằng là cái vị trí của mình hiện tại bây giờ để mà được ngồi đây, để mà được có những cái kỷ niệm vui vẻ và cái sự công nhận cũng như là sự tôn vinh từ khán giả từ bao nhiêu năm qua, thì cái đó không phải là mình tự cho mình, mà là khán giả cho mình. Cho nên rằng là để mà đối diện với những cái ý kiến trái chiều á, thì thứ nhất mình cứ nhớ tới rằng là ủa, mình có ngày hôm nay đâu phải tự dưng mà có, đúng không? Vậy thì những cái ý kiến trái chiều đó tất nhiên là phải có, nhưng nó cũng sẽ không đủ mạnh để mà bằng những cái điều mà đưa mình tới cái vị trí ngày hôm nay, đúng không? Chính vì như vậy rằng là không có điều gì là chuẩn mực và nhất định cả. Điều gì nó cũng phải có những cái phần trăm còn lại là nó không theo ý mình muốn. Nhưng mà mình phải biết hài lòng và trân trọng những điều mình đang có. Trong mỗi một ngành nghề hoặc là bất cứ ngành nghề nào cũng đều giống nhau vậy thôi, chứ không phải rằng là chỉ là ngành nghề biểu diễn. Mỗi một cái vấn đề được đặt ra ở trên mạng hay là ở ngoài xã hội thì sẽ có những cái ý kiến trái chiều là chắc chắn. Trái chiều rất là chắc chắn, chứ không bao giờ 100% sẽ được ủng hộ cả. Đây là một cái lẽ tất yếu của cuộc sống. Chỉ có một điều mà khiến mình cảm thấy rằng là sẽ cảm thấy hơi chạnh lòng, thì cái đó nó đến từ những cái tâm thôi. Chính vì như vậy, cái sự đáng trách và đáng buồn nó không phải đến từ quan điểm, góc nhìn khác nhau, mà đến từ cái cách để mà nói ra quan điểm đó. Nếu như em không đồng tình với chị về một vấn đề nào đấy, nhưng cái cách nói của em lịch sự, văn hóa và có cái tâm rằng là liệu mình nói như sự thế chân thành ở trong đó. Nó có sự chân thành để cho cái người đó hiểu mình hay không, và đủ lịch sự để mình không làm người đó đau hoặc là mình không làm người đó bị tổn thương. Cái đó là điều chị trân trọng. Đôi lúc một cái câu nói có khi nó sẽ là một cái hệ lụy rất lớn, tổn thương, một cái sự tổn thương, một cái sự ám ảnh, và mà mình gây cho người ta đúng nghĩa cái từ tôi gọi là khẩu nghiệp. Còn khen chê, quan điểm trái chiều sẽ là những cái nền tảng để build up và xây dựng lên những cái điều tốt đẹp hơn lên thôi. Chứ còn một xã hội mà không có những tranh luận, không có những cái sẽ không phát triển, đúng không? Cho nên là welcome, khen và chê, nhưng
cố gắng làm cho xã hội này đẹp đi. À, vậy thì theo chị nhé, một diva thu minh thứ hai đã xuất hiện trong âm nhạc Việt Nam chưa ở thời điểm hiện tại? Hay theo chị thì phải mất bao lâu nữa mới có một người giống như Thu Minh? Thật ra nói mà để có một Thu Minh thứ hai á, thì cho tới thời điểm này chị không thấy. Đối với các bạn, Thu Minh là gì? Đúng không? Làm sao mà bây giờ mà năng lượng của chị có thể bằng các bạn được? Chỉ có điều là các bạn không giống chị thôi. Nhưng để có một ca sĩ mà hát với cái nội dung âm nhạc ở cái nội dung nhạc giống như chị á, và cái nội lực cũng như là cái range, cái quãng như theo kiểu của chị á, thì chị thấy nhiều rồi. Chị thấy có nhiều chứ em. Những bạn trẻ đó có những bạn mà chị cũng có sự may mắn đã gọi là một ngày cũng gọi là thầy, chị cũng đã dạy các bạn. Thì các bạn là những giọng hát thế hệ mới, thế hệ trẻ đang khát khao, tràn đầy năng lượng, cộng với sức trẻ nữa. Trong đêm nhạc The Comeback vừa qua thì nhạc sĩ Hoài Sa có nói vui rằng Thu Minh không chuyên nghiệp như Hồ Ngọc Hà. Thì chị nghĩ sao về sự so sánh này? Chị thấy vui. Chị thấy mắc cười. Chị thấy mắc cười, chị thấy vui. Và tại vì thật sự ánh lại nhảy câu này nhiều năm rồi. Ủa, chị? Nhiều năm rồi cơ. Đó, cái anh Sa đang nói là cái cách hát kìa. Hát chuyên nghiệp là sao? Chuyên nghiệp là sao? Cái từ chuyên nghiệp là làm việc, là mọi thứ nó phải đúng đâu ra đó, đúng không? Thì cái từ chuyên nghiệp mà anh Sa nói với chị đó là em hát phải chuyên nghiệp. Tức là sao? Tại em chị quy ước với anh như thế nào? Cái nhịp đó chị nghỉ bao nhiêu? Và cái câu feel của chị nó ở phải đoạn nào? Chị quy ước với anh xong xuôi là nhưng chị ra chị phá. Chị ra sân khấu là chị phá hết, tan tành. Chị không còn một cái quy ước gì với anh, không lúc mà tập cả. Thì đó là bạn Hồ Ngọc Hà, bạn tập với anh Sa như thế nào, bạn ra sân khấu bạn hát như thế. Còn là chị tập đây ra như thế nào, ra sân khấu anh giống như là anh cóc bỏ dĩa đấy, em hiểu không? Là anh cứ chọc chị chỗ này rồi anh chọc chị chỗ kia, là anh phải chạy. Đúng rồi. Thì cái đó nó làm nên tố chất của một người nghệ sĩ, tức là sao mình thăng hoa và mình chính vì như vậy mình feel và mình có những cái vẽ hoa, vẽ lá, vẽ cành, sáng tạo nhiều hơn đó. Thì cái đó là cái chất nghệ sĩ cao. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Mọi thứ nó phải có cái sự quy củ hơn. Chứ không thôi là các em hay có cái câu rằng là nó sẽ bị ố về. Đồng ý. Công nhận, chấp nhận. Từ bây giờ mọi người sẽ thấy khác nha. Gần đây thì trong một vài phóng sự của VTV thì cũng có một cái phóng sự lên án các MV có nội dung dung tục, phản cảm, thậm chí là có một cái cụm từ dành cho các MV này gọi là rác mạng. Thì chị nghĩ sao về ranh giới giữa sáng tạo và phản cảm? Ranh giới sáng tạo và phản cảm thì rõ ràng theo như Minh chia sẻ, bất kỳ một cái nội dung gì mà mình đưa ra xã hội thì mình nên suy nghĩ rằng là, ví dụ đi, nếu mà nó chỉ mang tính chất là vui và chọc cười và đem đến những cái phút giây sảng khoái cho tất cả mọi người, thì cái điều đó, cái tâm ý đó chị luôn trân trọng. Nhưng mà đôi lúc những cái nội dung và cái cách truyền tải cái nội dung đó thì mình còn tùy thuộc vào cái sự hiểu biết và cái tâm thế của mỗi người nữa. Chỉ trách là trách những cái người mà người ta ý thức và người ta hiểu được chuyện đấy, nhưng người ta muốn và người ta biết rằng là nó sẽ câu được nhiều view và tốt cho cái kênh của người ta, rồi tốt cho cái rating của người ta, mà người ta vẫn làm. Ảnh hưởng tới tâm lý này, ảnh hưởng tới cái sự nhìn nhận về những vấn đề, nó làm sai lệch đi, lệch lạc đi những cái nét văn hóa và cái quan điểm sống của nhiều người. Thì cái đó thì chị nghĩ là đáng lên án. Chương trình có một thử thách dành cho chị. Đó là chị sẽ cầm điện thoại của mình lên và gọi cho một trong những người mà chị cảm thấy là tin tưởng, thân thiết, bất kỳ. Và
nhờ họ một cái việc cấp bách nào đó để xem họ có đồng ý hay không. À, là ai nhỉ? Họ tóc tên rồi đó. Dạ. Ôi trời ơi. May quá, may quá. Gọi mãi cuối cùng ra được em. Ốp là sao? Em nào đâu đấy? Nghe cái mùi này giống như chị đang phỏng vấn gì phải không? Ông này nó thông minh quá rồi, không được rồi. Thôi bye bye. Thông minh quá không chơi nhá. Yeah. Tại vì thấy như chị nói cho là gọi là em mới suy ra, chị không nói câu đó là em đâu có bị lừa đâu. Ôi thế nào sao cuối cùng là chị lại dại? Nghe câu là biết là đang quay livestream gì rồi. Ôi bực quá đi. Thạch Cao Sơn Nguyễn. Dạ alo. ST hả? Dạ em nghe nè. Ủa em đang đầu à? Em có ở Sài Gòn không? Dạ có. Có hả? Bé ơi, chị biết là chị em mình không có thân thiết với nhau lắm, nhưng mà dù sao đi nữa chị em mình cũng cùng quản lý đó. Mà dạ. mà giờ chị kiếm phát nó không ra em ơi. Bây giờ chị dạ. đang kẹt ở cái chỗ này không hiểu tại sao. Con gái của cái tiệm này lại là fan hâm mộ điên cuồng của em biết đâu chứ, mà người ta lại không biết chị, mà chị đi ăn chị sớm xác làm sao, chị không có mang theo tiền. Dạ. Ừ. Chị bây giờ làm sao? Em chạy tới trả lại cho chị được không? Dạ. Ở đâu ạ? Tức là đến đây cầm theo tiền đó nha, rồi trả cái chầu này giùm chị đó. Trời ơi. Ừ. Nhưng mà em có ở Sài Gòn, nhưng mà bây giờ em đi quay, bây giờ ở đâu để em kêu trợ lý em tới được không? Hả? Hay, em kêu trợ lý em tới được không? Hay là em phải tới? Em phải tới mới đau quá chứ. Tại vì hôm nay chuẩn bị đi quay nè, nên là lúc này thì chắc là hơi khó. Nhưng mà nếu mà chị Minh muốn thì sẽ có cách hết mà. Đùa chứ, chị có bao giờ mà để các em vào thế bí đâu hả cưng? Em chỉ cần đưa trợ lý tới đây cầm cho chị vài chục triệu là được rồi. Ủa chị. Trời ơi. Trời ơi, chấn động chị tôi. Chấn động. Thôi đùa nhá. Chứ dạ. Trước giờ chị không có lừa ai hết á. Chị lừa cú này thế cũng không thành công lắm. Dạ, ok. Vui vẻ nha. Ok, chị cảm ơn bé nha. Ok, bye bye cưng. Cảm ơn chị Thu Minh rất là nhiều vì đã dành thời gian trò chuyện và đồng hành cùng với Showbiz 8 ngày hôm nay. Và hy vọng là tất cả các bạn khán giả cũng đã có một cái cơ hội để kết nối thật gần cùng với chị Thu Minh. Và em rất là mong rằng là dù sắp tới là ở Sing hay là ở Việt Nam, thì chị sẽ luôn luôn có một cái tình yêu nồng nàn cùng với âm nhạc. Và tất cả những người yêu thích Thu Minh, yêu âm nhạc của Thu Minh vẫn sẽ luôn luôn chờ đợi những tác phẩm âm nhạc, những dự án sắp tới của chị. Dù là ngẫu hứng hay là theo một cái kế hoạch lớp lan thì ở đây vẫn có những người hâm mộ của chị ạ. Tất cả các bạn rất nhiều. Cảm ơn vì đã bỏ thời gian cũng như là đã, đang và sẽ luôn ủng hộ cho Thu Minh. Dạ. Cảm ơn, xin chào mọi người. Và xin được gửi lời chào đến với các khán giả của Showbiz 8. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những talk show lần sau nhé. Tạm biệt.